Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đức Minh, năm nay mình 6 tuổi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Đại tiệc Giáng sinh. Các bạn ơi, Giáng sinh sắp đến rồi phải không nào? Dịp này có rất nhiều điều thú vị như là ông già Noel, cây thông Noel, những chú người tuyết. Còn mình thích nhất là được ông già Noel tặng cho một món quà đấy. Còn các bạn thích những gì? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.